các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol của Anh mới đây đã không khỏi sửng sốt khi phát hiện ra hẻm núi hùng vĩ dưới lớp băng lạnh cóng ở Greenland. Hẻm núi khổng lồ này uốn khúc từ điểm cao nhất của trung tâm Greenland trên bờ biển phía Tây Bắc với chiều dài hơn 750 km, rộng khoảng 10 km và sâu 800 m. Theo các chuyên gia, những bức tường hình chữ V với đáy phẳng chỉ ra rằng chính nước chứ không phải là băng là yếu tố tạo ra hẻm núi hùng vĩ bị chôn vùi này. Cùng với sự giúp đỡ của NASA, các chuyên gia đã thu thập những hình ảnh 3D về hẻm núi này. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy nó có chức năng như một đường hầm, dẫn nước bị tan chảy ở dưới lớp băng ra vùng duyên hải của Greenland. Cấu trúc này được xem là một phát hiện quan trọng bởi nó có thể giúp ta dự tính được những kịch bản có thể xảy ra ở tương lai trong bối cảnh trái đất đang dần nóng lên. Tình trạng ấm lên nhanh tại đỉnh của giải băng khổng lồ Greenland đã khiến lượng băng tan chảy liên tục tăng từ năm này qua năm khác, làm dấy lên nhiều quan ngại. Khi nhiệt độ tăng lên, nó vẫn có tác động lên các dòng sông băng ở Greenland và thay đổi cách mà người dân ở đây trồng trọt, đánh cá, săn bắt hay đi lại trên vùng đất băng giá này.